Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Út bữa nay chào còn mạnh quá ta. Mọi người sáng nay thấy ngán ngán cơm chút xíu, Băng thì đi chợ chuẩn bị để nấu một nồi hủ tiếu. Ăn hủ tiếu cho mọi người có nước nước húp cho nó trôi trôi chút. Cũng cận Tết lắm rồi bà con. Thì thời gian này thì bà con cũng ủng hộ những cái đơn hàng cận năm, cận những ngày mà cuối năm rồi. Thì bây giờ gia đình mình sáng nay chuẩn bị nấu nồi hủ tiếu, ăn lấy lại sức, xong chinh chiến tiếp để mà kịp giao những cái đơn hàng cuối cho bà con mình. Dạ, bên kia đang là tiếp tục làm cây mai hổng gài á, là không có thời gian, một phần là đặt bông không có cả nhà, bông nó mới về rồi cho tiếp tục cho làm cây mai. Tại sáng thì Băng với Vân có chở ít đồ về đem ra đây soạn đi chọn lựa lại. Út bên đó là đang cắt ra cái thùng ra để mình lựa hàng nha. Rồi bên đây thì Băng có mua một ít đồ để nấu hủ tiếu. Thì bữa nay Băng nấu hủ tiếu có tôm nè, với lại một ít gan, một ít thịt, với lại một ít thịt bằm. Mình nấu rồi có trứng cút nữa, trứng cút em đang luộc trên bếp ga đó. Bữa nay mình làm theo cái phong cách hao hao như hủ tiếu Nam Giang đi, mà không biết có qua tới Nam Giang được không. Nói chung là mình thấy có trứng cút, có thịt bằm nó tựa như hủ tiếu Sa Đéc ha. Tựa với mình làm Thái Lan vậy đó, đúng không? Mình không đi tới Nam Giang, không đi tới Sa Đéc thì khỏi qua không phải qua. Ở một số người thương chứ. Hồi nãy lúc sáng ra chòi thì có nghe cha nói là quyết tâm bữa nay làm cây mai cho nó hoàn thành. Nhưng mà nếu mà mình đặt cái mục tiêu vậy không hoàn thành đi nữa, nó cũng sẽ 80-90% là được rồi cha. Bữa nay cố gắng gia đình mình ăn xong cái người nán lại chút xíu. Chị Ly đồ mượn chị Ly tiếp một chút nữa để cho cây mai mình nó được hoàn thiện. Cô giáo khéo tay làm. Tại con có kinh nghiệm giảng rồi. Chị Ly làm mới có 1 năm kinh nghiệm không? Nó đẹp ha. Mỗi tối làm chút chút. Chị Ly là cây mai nhỏ mà chị Ly làm ở trong nhà đó, chị Ly đã làm xong rồi. Vì ở trong nhà thì buổi tối thì chị Ly tranh thủ anh Khải chỉ cho làm cũng xong rồi cả nhà. Hai vợ chồng chơi kình kình làm ơn không cho mình hay út. Để mình không nó giống như rảnh tối tối á, rảnh đó đó. Yeah. Cái ga mình ngồi mình làm. Cái này có tét hay không ba? Tét không Út ơi. Sẽ có nhiều bà con vô xem cũng thắc mắc nhẹ, nói sao cây mai chuyện của như là phụ nữ khéo tay, sao thấy cha là hầu như cây mai này là cha là người sao ta và chủ đạo trong cái cây mai năm nay. Nhưng mà năm nay chưa xong, cha đã có cái ý định của năm sau nữa rồi nha cả nhà. Năm sau cha nói còn hoành tráng hơn nữa, cả nhà nhớ xem video đây dài tới năm sau luôn nha. Ví dụ đó đi. Dạ, cả nhà theo dõi từ từ nha. Có ý tưởng là thấy quá hợp lý luôn á. Dạ. Ra mình luộc trên đây đi. Ra nó ra nước đục dữ lắm cho nên mình luộc riêng. Bây giờ mình cho cái cục thịt này mình vô luộc. Chúng là súp luôn. Súp mình có củ sắn nè, củ cải trắng với củ hành. Cô Tiên bữa nay cũng háo hức để hoàn thành cây mai. Cô Tiên là phải gắn cái cây đó đó. Phải gắn cái này nè. Gắn dễ hơn. Con thích là gắn cái đó vậy. Còn mấy ngày nữa thì cô Tiên sẽ được nghỉ Tết? 4 ngày nữa. Ồ, đếm ngược không? Có trông chờ dữ không? Khoe với bà cô chú ơi là lớp con có được việc để diễn văn nghệ ở trên trường vào ngày hội xuân không? Tin là biểu diễn tiết mục thời trang áo dài cách tân à nghe. Áo dài làm bằng bọc ni lông, bảo vệ môi trường phải không? Đâu có. Mẹ thấy bọc ni lông này đúng không? Chừng nào biểu diễn? Nó đẹp rồi. Gì hả? Tiên chừng nào biểu diễn con? Thứ sáu này cha với mẹ sẽ hỗ trợ Tiên đi diễn ha. Nhắc con Út đi thêm đó nghe. Ok chưa đồng đội? Ok nhớ nhấp nút nha. Tiết mục thứ ba. Tiết mục thứ ba hả? Bữa nay là Băng có về một chuyến hàng nè. Cái chuyến cá cặp cổ này chắc cũng là cái chuyến sau cùng để mình gửi những đơn hàng sau cùng trong cái mùa vụ Tết nè. Cùng cá đợt này nè bà con. Cá cũng như những đợt rồi, không có khác gì hết. Cá cũng rất là mập. Đó. Cá em hên không? Mình đặt về một thùng
thì mình bán cũng còn một ít ngày nữa thôi, chứ cũng không, để nhà còn chuẩn bị gì nữa, cả nhà mua khô mua mắm gọi cho chuẩn bị đồ ăn rồi, chứ nhà mình chưa có gì hết trơn. Út nhớ trường hết. Nhà bao là chưa có gì hết trơn á, còn phải gói bánh tét nè, rồi làm chả lụa thịt nguội, rồi làm dưa cải rồi từng lắm chứ, mà giờ chưa có gì hết trơn. Giờ giải quyết xong đơn hàng cho bà con đi, sẵn bữa nay là thông báo với bà con là băng nhận đơn tới ngày 2 giờ chiều ngày 25 Tết, 25 tháng Chạp là cũng là ngày 2 mấy tháng, mấy tháng, tháng 2, ngày 4 tháng 2 hay gì đó. 25 Tết băng nhận tới 25 tháng Chạp. Ngày 25 Tết đi. 2 giờ ngày 25 Tết. Dạ, tại vì cấp này Út là tính ngày dưới là dễ nhớ hơn Út ơi. Để giống mùa thùng sữa quên Tết quên tỷ phú để con lấy lì xì. Ok. Bây giờ cái thùng sạc bỏi thì chút nữa con mượn Út lựa giùm con 1,5 kg cho bạn nhậu. Út nghe đặt 1,5 kg mà phân ra 3 bọc. Nghe cái đó Út lựa sao Út nghe ăn vậy, bạn nhậu đặt rồi, cái thùng hàng mới về đó, mở hàng rồi. Bây giờ cái này còn... là bánh phồng cua. Bánh phồng cua thì cũng cận Tết rồi cho nên băng đặt không nhiều nữa cả nhà. Cái này băng đặt một thùng nhỏ thôi. Đó, để phục vụ những cái đơn hàng sau cùng nè. Rồi bên đây là mực súp. Mực súp này thì 3 thùng ha. 3 thùng là 30 kg. Mực súp là mực để nấu súp nấu đậu hả? Súp nấu canh. À. Thì mình nói mực súp chứ thực sự nấu súp nấu canh. Ngoài ra thì mình bà con có thể là xé ra hoặc để nguyên con nè. Vô mì gói á, chế nước sôi ăn cũng ngon lắm nha. Rồi có thể là chiên lên, nướng lên, hơi lửa chấm tương ớt. Rồi hoặc là biết làm món gì nhậu nữa không Út? Ghim nước mắm. Ghim nước mắm, tỏi ớt, ngon lắm. Con này là một lon là đúng, ok luôn. Thật sự nó như Út là một lon là như Út là coi 5 con là vừa. 5 con là đủ ha. Đủ ngủ ngon ha. Thì cái mực súp này á thì hàng nó không phải có thường xuyên, do là hàng ngon nên là hàng mới, hàng đẹp, băng mới nhập về 3 thùng để phục vụ cho bà con mình nè. Cái này là mực súp nhưng mà nó nhìn nó đẹp lắm cả nhà. Cái này buổi trưa ha. Cái mình hơ qua lửa xong cái chấm tương ớt, mở tivi lên coi chương trình Một Thói Quê Hương ăn khô mực. Cái này ăn mì ngon lắm. Cái mì ngon lắm. Cái này thùng này thì giống như là 3 thùng này băng đã nhập về rồi bán Tết cho nên là cái giá nó cố định hơn. Cái này mình đang bán giá là 480.000 một ký nè. Không thay đổi tại vì mình đã nhập về rồi. Là mình bán trong Tết là những cái thùng này. Thật sự thì 1 ký nó rất là nhiều luôn bà con. Cái này là size 200 con. 200 con. 200 con hả? 200 con. Nhậu biết chừng nào mà Út uống tới 200 con là mua 1 ký uống tới 200 lon. Út nói 1 con lon. Không lon hết. Mà ăn mì được cũng em lắm. Không mà con thích đó là cái kiểu mà con mực nó nhỏ thiệt nhưng mà được cái ăn nó mềm nè, nó cũng rất là đẹp nha. Chị Ly ơi, nấu súp cỡ nhiêu con? Để bữa nay bà thợ nấu. Nhiêu đây được rồi ha. Được rồi. Nước mình ăn luôn. Bỏ ra ăn dĩa ăn. Con còn mấy lon chổng. Chết. Rồi để lại người con. Thì mình cứ lấy thêm. Rồi đây lại người con. Bây giờ không mấy ăn hơi á, mình nướng mực lên đi rồi mình vừa gắn mai mình vừa làm xương xương á cha. À, vừa im à. Em không, có không khí ha. Ướp lạnh sẵn luôn rồi đó. Chị Ly á thì có phong trào hay là dữ lắm luôn à nghe cả nhà. Phong trào gình gình làm trước. Rồi, giờ để chút xíu để quăng bên đi. Chút xíu hả lượt. Đây nhà có chú Út đỡ quá. Bây giờ nướng không được bỏ vô trong đó đi. Út hôm nay có một số bà con xin số điện thoại Út qua không dám cho. Con sợ Út đi mất. Không ai khiên khô tiếp luôn. Cái mực nấu súp đó thì nãy mình lấy ra giờ Út nướng lên để mình cho vô nồi súp. Nướng xong cái giò Út. Giò sạch không Út?
quá thơm quá quay. Này cho hết luôn ha Út. Út. Chọc Út nha. Dạ. Mình dạy con được rồi. Dạ. Nhưng nó là đủ ngọt không chị? Nhiêu này là dư ngọt á cơ. Dạ. Còn này là em phi ít củ hành tím để mình xào cái thịt mầm. Rồi, giờ em sẽ cho thịt vô. Chút nữa mình cũng nêm một tí hạt nêm, đường với lại nước mắm với tiêu vô trong này, vô trong thịt mà mình nêm nhẹ nhẹ thôi để chút xíu mình cho vô hủ tiếu. Thấy bữa nay có về tôm khô, lấy mực với tôm khô nấu súp luôn bể tay rồi bạn. Ngọt cho mà thấy hả? Tôm khô còn, tôm khô nấu canh của mình trong nhà còn. Ngon, còn ngon. Có nè. À cái tôm khô sáng em đem ra là nấu súp không? Bạn chụp đăng Zalo nè, bạn mới chụp đăng Zalo. Bán một gói gì là 200g. Cái này là bạc đất để nấu canh, nấu súp, chiên cơm hoặc là xay ra làm chả riêu rồi đó luôn. Cái màu này màu tự nhiên nó vậy đó. Một túi gì là 200g. Ăn vô đi cho bà con. Đầu sẵn như ta tự nhiên nói chơi, sẵn quảng cáo như ta. Cái trời chụp á, cái cho nó sáng trong nhà, chụp hình nó xấu. Xấu bà con nhìn không hình dung được. Năm nay mai đồ chuẩn bị tới đâu rồi Út? Mai hả? Mai cái trắng cho cây rồi. Mai thiệt hả? Mai thiệt. Em cũng mới vừa thử lại thịt nè. Thịt bằm làm em mình cũng nêm cũng vừa vừa ăn rồi nhưng mà không quá đậm. Rồi giờ băng tắt lửa nha. Rồi cho qua bên đây. Cái mình múc lên, mình múc cho lên tô hủ tiếu. Nãy giờ cha đi nhận đồ đặt trên mạng cho cô Tin nè, giờ cô Tin khui ra đi cô Tin. Băng tranh thủ vô nhà làm công chuyện chút xíu, mượn chị Ly sắt cái phần gan với thịt ra nữa là mình bắt hủ tiếu là mình xong rồi đó. Nồi nước thì chị Ly hồi nãy cũng nêm nếm xong rồi hả chị? Ừ, chị nêm nếm xong rồi. Dạ. Giờ mình để lên trên đó đó, chờ nào mình ăn mà múc qua mẹ ra kìa cô Tin. Khi mẹ tiếp con khui phui quà cho tặng quà Tết cho con coi. Chưa rửa tay cái mới đi cắt khô. Mới đi cắt khô. Cô Tin năm nay hai đứa không có thời gian đi mua đồ cho cô Tin. Cái mình lên trên mạng mình đặt cho cô Tin mấy bộ đồ đá banh để mặc ở nhà cho nó mát trước. Tổng cộng là 9 bộ mà đồ xây của cô Bon á, cha lựa được có 2 bộ thôi. Con 7 bộ, cô Bon 2 bộ. Quá trời cô Tin ơi. Cha thấy cũng êm lắm mà. Kìa Di Ly. Rồi cố gắng với ta. Mượn mẹ mình khui tiếp đây. Mà bao nhỏ quá mà có mua được là hay đó chứ. Chứ đồ em bé nhỏ quá không có mua lắm. Bon có 10, 11, 12 kg gì phải không chị Ly? Ừ, bon 12 kg rồi kìa. Này có con này. Quá trời luôn. Bộ hồng này là chỉ có con cái gì nè. Rồi giờ khui ra một bộ cho cô Tin thử ra vừa không con. Anh nói mấy bộ? 9 bộ. Hà Lan. Hà Lan. Em đếm lại coi. Hà Lan là tên 2 nè. 4 nè. 6 nè. 9. Cô lật bộ 8. Gì đây? Có cô đinh cơ trong đây à. Chắc bộ. Giờ mẹ khui một bộ cho cô Tin nè, vừa không? Trời đời đất banh này có cỡ thằng Bon là hay rồi đó nha. Em thấy 12 kg á chị. À, vừa kìa, cô Bon đẹp quá trời luôn nè, dễ thương lắm á. Bon màu hồng đó, đó là tiền. Có hình quên cúc luôn nè. Để mẹ coi cái bộ nào nhỏ nhỏ là của A Bon đó.
màu vàng á. À đại màu vàng của cua bông. Màu vàng ha. À đại cua bông đó. Anh đặt cho cua bông mấy ký? 12 ký. Không trừ hao mà cũng vừa luôn hả? À bon anh à. Tính trừ hao ngược xuống đó cua bông. Hơi ốm bà con. À quá quýp rồi. Rồi cô tin. Mấy chục ngàn. Bộ 31 ngàn. Mà cả nhà má. Rồi giờ cô tin, thích bộ nào khui trước đi. Con thích bộ này, có cua lên trong đây là con thích. Thử đi con, thử là vừa không con? Có, miễn là có cua lên đô trong câu lạc bộ này là được. Sao của cô tin chắc nhờ cái cha mắc cỡ với cô tin nữa nè. Ồ, được à. Cái gì đây? Vừa không vừa con? Ồ, cũng im băng ơi. À, rộng chút. Ôi, một bộ 31 ngàn mà thấy im quá ha. Đâu, không, không rộng đâu con ơi, biết sao không? Con mau lớn dữ lắm. Chứ cái bụng con bự á con. À. Mặt cho thoải mái. Rồi đứng lên. Quà Tết cho tặng cho có 300 mấy quá rẻ tiền này. Được rồi, rộng rãi thoải mái con ơi. Rồi, thoải mái đó con. Nó. Quá im hết tiền 7 bộ. Ngon lành. Ngon lành. Giờ cơm lại đi ha. Áo đó ông ngoại mặc vừa luôn. Cái bữa nào đó anh tên bữa nào đó anh đưa cho ông ngoại một bộ mặc hai ông giáo đi đá banh thì anh cỡ, thích cỡ mà bà ngoại của tin nói hỏi kêu con nói đặt cái gì đặt đại đi có sao đâu tin về mặc không được ông ngoại mà hai ông cháu không cỡ hả tin. Út bữa nay đói bụng rồi bạn ơi, tranh thủ Út bắt cho Út cái tô đầy đầy chút giùm em nha chị Ly. Cái Út chị Ly bắt xong cái Út cho mà cái hẹ lên trên mặt nha. Nãy giờ là mình hoàn thành là bữa nay là mình nấu hủ tiếu là có thịt bằm nè, trứng cút nè, gan nè, rồi thịt nạc nè, với lại ít tôm. Để cho hẹ gì đúng rồi đó Út. Úc cho nhiều cho ít gì tùy, cái này rau thì nhà mình thích Úc cho nhiều cũng được. Vừa thôi tí ai ăn thì mình phải thêm. Dạ. Vậy là mình sẽ sắp tất cả các topping lên luôn, xong rồi cái bắt đầu mình chế nước lên lại. Giữ lửa đi cho nó sôi thì sau mình chế lên là ăn luôn đó. Tại mấy cái đồ này thịt là chị Ly sắc ra cũng còn nóng lên luôn. Tất cả còn nóng hết. À, để khô nó rồi. Rồi cái tô này bán cũng cỡ 25 ngàn Út. 35 ngàn. 35 ngàn. Nói thử coi có ai phản ứng gì. Út là như vậy là Út mua 40 lục ăn liền á. Diện hơi xin Út 35 được rồi. Rồi em cho miếng thịt bằm lên. Xí xí xin phép ở đây đi. Chút xíu cái mình cho tiêu lên anh con. Cho tiêu với lại ngò gí lên. Cái này đúng bài của nó là mình sẽ cắt một ít salad của sau nhà chị Ly á. Là mình ăn theo cái kiểu mà hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu sa đéc đó chị Ly là có một ít salad nữa. Tên là khỏi hẹ. Salad của mình bự lắm mà ra đó. Dạ. Nhưng mà salad của chị Ly chắc là để ăn cá tai tượng của Út chiên á cho nó êm chút. Chứ bữa nay nó cũng đầy đủ lắm rồi. Mùng 3 Tết. Dạ. Trời ơi, đợi mùng 3 Tết chắc ba cái rau salad sinh thành cái. Tính ngày mai mốt gì bắt đại bắt đỡ con cái con. Đi đi. Ok. Thôi ngày chọc Út hoài. Bào cá hả? Bào cá của Út hả? Mà bào xương xương chơi chơi gì mà tới giờ chưa dính nữa đó, bây giờ chứ không phải không bào nó biết nào dính cá của Út. Nó nằm trong dèo mà lội xuống xúc chứ không cần câu đâu. Út cấp này Út hay đi công chuyện, gần Tết là Út hay đi công chuyện nha, Út có mùa, Út gần Tết là Út đi công chuyện. Về cá mất là gắng chịu nha. Út không phải là đi công chuyện mà là Út đi công việc. Đi công việc. Cái công việc chữ việc kéo dài ra chú cây, công việc. Quá trời. Hôm đi về quán nước màu bỏ ra bọc ngoài bốn quận không nhớ gì không. Ai cũng lộn tối ai cũng lộn đi riêng Út. Chỉ có ông Bằng không lộn thôi. Cũng lộn thấy mồ chứ. Bằng ít lộn. Dạ. Bằng ok luôn. Con bán con lộn nữa là rồi. Chết rồi. Chết rồi. Tối điện vong điện Út đi lễ xong Út để chế độ máy bay á. Dạ. Điện lại Út về tiếp con.
bữa nay chắc thấy sáng như vậy. Sáng hôm qua rung mình mấy luôn, tại một đêm trước là thức rồi thì đêm nữa chắc tiêu rung mình mấy luôn. Rốt cuộc tối có 1 giờ xong ha? Dạ gần 2 giờ. Gần 2 giờ. Tối là gần 2 giờ xong. Chị Ly hỗ trợ băng bắt sẵn hết trơn kìa. Mình sẽ cho thịt băm vô nó là được. Rồi, cái này để đây tí hay ăn thêm ăn. Làm đầu bếp công đoạn này thấy dễ quá ta. Múc nhẹ nhàng quá. Dạ. Tin ơi, chuẩn bị lên ăn cơm nghe con. Tè ngon lắm cô Tèn ơi. Mình cho ít ngò lên đi. Cho ngò lên Úc ơi. Cho ngò lên con cắt tiêu nữa là xong. Hợp lý không? Dạ. Tay anh Ly bỏ ngò mới đẹp kìa. Cô giáo bỏ ngò đẹp lắm. Tay mà tay cô giáo đẹp không? Tay mình. Tay mình sắp hiểu hay gì? Tay mình tay khô mắm mà Út. Khô mắm. Rồi bữa nay là không lộn nè. Sáng nay gia đình mình mời cả nhà ăn hủ tiếu. Rồi xin mời cả nhà ăn hủ tiếu. Xin mời cả nhà ăn hủ tiếu. Lộn lộn là mời ăn cơm nữa đó cả nhà. Chắc em xin thêm miếng nước tương đi. Trang miếng nước tương vô. Hủ tiếu mình không có trụng nhưng mà vậy là vừa ăn lắm nè. À, mọi người thích thịt bằm thì cho vô thêm, con cho thêm hết à. Cô Tiên đẩy tôm rồi đó. Quá đã. Một cái sướng tới tết. Tiên ăn cơm với trứng cút đi con. Cái hủ tiếu này mình không có trụng đúng không? Dạ không trụng. Nữa nếu mình trụng có nhão, ta nghĩ cũng không nhão đâu. Cũng nhão nhão trời, dạ. Hơi nhão. Ta thấy nó cũng dai, mấy dai này ta nghĩ trụng không nhão rồi. Hủ tiếu tươi đi. Mình trụng nó mềm mục. Chú Tiên đang biết ăn hủ tiếu nữa, mắc cười quá. Hủ tiếu này giòn. Trắng đây con, nãy mẹ không có cắt bây giờ. Hồi nãy chị Ly cuốn thôi chứ chị Ly không có cắt bởi vì nó hơi dài một chút. Ngon không con? Mực không? Mực không? Niêm im quá không? Bữa nay là thợ ly. Thợ này 6 ly ạ. Quá, quá ngon ly ạ. Anh Ly đến từ Định An, Gò Quao, Kiên Giang. Cục phiếu anh Ly hả? Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ánh Ly. Còn cái đuôi hả cô Tiên? Bỏ mình ăn bỏ xương. Để ngoài lột cái đuôi nha. À, sáng giờ mình ăn con cử. Ăn nhiều chút. Cô Tiên thì đang háo hức học hết từng ngày đang được nghỉ Tết. Cái như cô Tiên nó hay ha, nó kén ăn thiệt nhưng mà như hủ tiếu và bún mắm rồi mà nó ăn được. Tiên mới vô lớp 1 mới biết là ăn cơm từ từ á.
qua ăn kìa bà gì, bà gì mà lên đốc lá dừa hoài á. Hỏi con biết ăn cơm chưa? Con biết ăn rồi. Tin qua năm lớp 2 thì mới ăn nhiều, hầu như ăn bữa nào cũng ăn với mình, ít bỏ bữa. Lớp 1 thì ăn lai dai. Gì quá lem. Trời đất, cô Tin nó trắng hả mẹ? Tươi à. Đi học da nắng hả? Em đi học rồi. Có cần ngang á nè. Ngang chịu à. Nói trong nhà đâu có đi đâu. Từ cái lúc nhà bà cô về đó, chạy qua chạy lại đó, rồi hơi đen đen chút, bây giờ đi học đen dữ. Đi học cách chạy sân trường chơi không là chứ đâu. Nó trắng thì thấy nâu. Đó trong nhà đâu có đi ra mình nắng. Đi đâu nắng. Mấy bữa trước mẹ coi cái clip gói bánh tét của 2 năm trước đó Tin. Con ngồi trên ghế con nói con làm ông vua đó, dựng hai chân con đó cầm cái cây quậy. Tin non chẹt luôn. Cái đó là mấy năm trước đó chị Lê? 2 năm đó. 2-3 năm trước vậy đó. Ông vua. Ông vua. Ông vua. Cái đó là 3 năm mà tại chưa trên YouTube đó chưa nhảy tròn đó. Là 3 trên năm. YouTube chỉ nhảy 2 năm mà. Đó thì đó gói bánh mà. Dạ, ở ngoài ngoài cây xài á. Là cái clip đầu tiên gói bánh trên kênh mình đúng đó. Đúng rồi, có bà nội gói. Dạ. Năm đó là mình có mình anh trai gói nha. Em năm đó em còn chưa gói nên em mới năm đầu tiên á, 19 á. Bà nội gói được có đòn hai đòn gì đó rồi nội đi đánh. Người ta làm YouTube năm hai năm nửa năm mà nửa vài tháng người ta có nút bạc rồi. Mình 4 năm rồi. 4 năm mà mình là bởi vì trong tem mình có người tên Cu Tèn, bởi vì nó tèn tèn hoài không chịu chạy gì chứ. Ô sang năm đổi Cu Tèn tên gác đây Tèn ha. Tên ha. Một đổi cho ha. Đi. Cu Tèn tèn tèn. Tới sân trường cũng vậy nữa, không biết có chống hay không chống, cứ đi từ từ, thủng thẳng thủng thẳng lên lớp chứ không phải là chạy thì vội vã như con người ta đâu. Đúng cụ Đạt không? Bây giờ thì bé chạy nè. Giờ thì chạy chưa? Chạy. Con nghĩ nếu không phải là hai vợ chồng con hay người khác chắc không có đeo kênh YouTube này được tới bây giờ. Út tính đi, 4 năm trời. Mà là tức là không biết sao á, hai đứa thả dốc thả tẹt mà cũng duy trì để lưu lại những cái kỷ niệm làm của gia đình. Làm gì ham mê thôi. Thì cũng nhiều bà con anh em trong nghề, gọi là trong nghề làm YouTube đi, cũng hỏi hoặc là thấy mình làm này kia, nó chợ làm YouTube im quá. Nhưng mà thật sự mọi người không có hiểu hết trong cái vấn đề khi mà không có cái niềm đam mê cộng với lại là một cái sự may mắn trong cái nghề YouTube này thì mình làm không được đâu. Làm mình thấy vô doanh thu quá là không đeo được đâu. Mọi người cứ hỏi nếu mà làm YouTube nhịn lương tháng nhiêu là những cái câu hỏi đặt ra dành cho những cái người mà đặt ra là sẽ không làm YouTube được đâu. Thật sự khó khăn lắm. Làm mà mình suy nghĩ tiền doanh thu quá thì mình làm cái nội dung nó sẽ khác. Còn mình làm không gì doanh thu á, cái nội dung nó sẽ khác. Nó vậy đó. Cái cách đặt tiêu đề nó cũng sẽ khác. Vậy không? Nhưng mình được vậy là cũng may mắn, bà con ủng hộ được vậy là cũng may mắn rồi. Tại lúc đầu hai đứa không có đặt nặng cái vấn đề mà. Gọi là doanh thu quá cao cho cái kênh YouTube khi mà mình sản xuất ra một cái video cho bà con xem. Chủ yếu lúc đầu là nói chia sẻ lại những cái bữa ăn uống hàng ngày thôi. Thì bà con cũng biết, nói thì nói như vậy, cái gì cũng vậy, nếu mà không có tiền á thì mình cũng không duy trì được tới bây giờ. No hả? No. Em ăn chưa hết mà em no rồi. Thấy không, con nói Út đói bụng mà. Đói bụng. Con ăn đi, con ăn cơm, ăn chân cút vô. Con chưa lo bà giảng còn đầy. Cái gì? Mà con hết hủ tiếu rồi đó hả? Hết hủ tiếu rồi. Là giờ quay qua con ăn thịt, ăn cơm rồi, mà vừa đó. Tin ăn gọn lắm, cái ăn còn gọn. Cơm thật rồi. Mình bia uống lần ly luôn ha, cho em mỗi cứ con cơm ly bia. Tin là nam, 50 tin là nam thật như hổ đó, tin ăn cỡ đó đó. Cho đâu? Cái gậu hả con, nó gậu xúc ra cái đó con khô mực đó, con ăn được thì được, không được thì con, con ăn tôm với trứng cút đi, với vét thịt bằm á con. Ăn cái đậu, ăn cái mực. Dạ. Cái gậu. Gậu mực nó làm rồi. Dạ. Ngon quá. Ngon không Út? Quá no. Ăn thêm tô đi Út. Bán rẻ cho nãy 40 giờ 20. Bán ăn chưa được nửa tô, bữa nay mệt hả? Con ăn bán ít
hồi nãy con bắt nhiều quá. Thường băng nó ăn bằng phân nửa con thôi. Cái gì là mai mốt cái tướng thì gấp đôi hay gì? Tướng thì gấp đôi. Mai mốt sao tỷ lệ nghịch vậy ta? Mai mốt bắt bằng cu tèo thôi. Dạ, cu tèo thôi. Ừ. Nãy con quên. Con ăn cơm nhiều chứ mấy món bún cháo hủ tiếu thì con ăn ít á.